Các cô chú và các bạn đang bị đau lưng, bị thoái hóa lưng, bị thoát vị đĩa đệm thì hãy dành lại đây một vài ít phút để xem hết video này để chúng ta tránh bị tình trạng bị trở nặng hơn. Rất nhiều người không biết nên là bị tình trạng từ nhẹ xong cuối cùng lại nặng nhiều hơn và tốn rất nhiều tiền bạc thời gian để phục hồi điều này. Đặc biệt là chúng ta biết rằng yoga thì giúp cải thiện tình trạng thoát vị đĩa đệm, tình trạng bị đau lưng, thoái hóa lưng, nhưng mà do nhiều người tập không đúng cách hoặc là không hiểu cách tập luyện nên thậm chí tập xong lại còn là đau nhiều hơn, bị thoái hóa nặng hơn hoặc là bị làm cho đĩa đệm chúng ta nó lệch hẳn ra bên ngoài. Và bản thân là Kê Ba mới có cái trải nghiệm hướng dẫn rất nhiều các lớp học yoga trị liệu thì thấy rằng nhiều học viên đến thì có thể là do lớp quá đông, có thể là do giáo viên chưa chăm sóc được tốt, cũng có thể là do chúng ta tập luyện chúng ta không hiểu được cái tình trạng sức khỏe của mình khiến cho cái tình trạng là tập yoga để cải thiện đau lưng nhưng cuối cùng lại đau lưng nhiều hơn. Vậy thì trong video này Kim Ba sẽ giải thích cho cô chú anh chị và các bạn để hiểu được cái nguyên lý là tại sao cái lưng của mình nó lại bị đau, thứ hai là quá trình tập luyện thì chúng ta nên tập luyện và chọn những cái nhóm tư thế nào thì sẽ tốt cho lưng chúng ta, và quá trình tiếp theo là phục hồi một cách toàn diện thì chúng ta sẽ cần phải làm gì, đúng không ạ? Thế thì đây chính là cái mô hình về cái đĩa đệm cuộc sống lưng của chúng ta. Và thường chúng ta bị thoái hóa lưng ấy, chúng ta hay bị thoái hóa vùng đĩa đệm đoạn thắt lưng từ L1 đến L5. Đây là vị trí mà hay tổn thương nhiều nhất và tạo hóa cho chúng ta một cái bộ xương cuộc sống lưng thì nó chỉ khỏe nhất, nghĩa là cái lưng của chúng ta nó khỏe nhất, nó mạnh nhất, nó tốt nhất khi nó ở trạng thái sắp xếp theo chiều thẳng, giống như Kim Ba đang ngồi thẳng như thế này. Vì khi ngồi thẳng như này chúng ta có thể mang vác, chúng ta đỡ, chúng ta có thể cõng được ai đó. Nhưng mà khi mà cuộc sống lưng chúng ta lúc uốn cong, giống như chúng ta ngồi gù lưng, chúng ta nghiêng, chúng ta ngửa, thì khi mà chúng ta uốn cong cuộc sống lưng thì ở trạng thái này thì lưng của chúng ta là trạng thái vô cùng yếu. Đó là lý do tại sao mà sau khi chúng ta ngồi sai tư thế, chúng ta ngồi gù lưng một thời gian dài thì lưng chúng ta càng ngày càng suy yếu nhiều hơn. Và để hỗ trợ cho cái việc là chúng ta uốn cong lưng mà lưng không bị tổn thương thì thường là đi kèm với trạng thái là siết cứng cơ bụng. Vì để bảo vệ cuộc sống lưng của chúng ta trong việc chuyển động tốt hơn thì bao bọc xung quanh cái cuộc sống lưng chúng ta là các cái nhóm cơ bụng trước, cơ sau, cơ liên sườn và rất nhiều các nhóm cơ dọc sống lưng để hỗ trợ cho lưng mình một cách khỏe hơn. Nhưng mà do cái thói quen hàng ngày chúng ta hay thả lỏng người ra, chúng ta ngồi làm cho cái nhóm cơ không được kích hoạt, nó không thể bảo vệ được lưng và toàn bộ cái sức nặng cơ thể chúng ta nó sẽ dồn lên lưng của mình. Do vậy thì tùy từng trường hợp khác nhau, nếu mà chỉ đau lưng thôi thì chúng ta tập phục hồi rất là nhanh, nhưng nếu chúng ta đã bị trạng thái là thoát vị đĩa đệm, bị lệch đĩa đệm rồi, bị trượt đĩa đệm rồi thì chúng ta sẽ cần một thời gian phục hồi dài hơn và dài hơn rất là nhiều. Vậy thì khi đi tập yoga thì cái nguyên lý để phục hồi ấy, trông vậy thì nhiều động tác, giáo viên yoga có thể xây dựng rất nhiều động tác, nhưng cơ bản nó chỉ có hai nhóm động tác chính thôi. Nhóm động tác số 1 ấy là làm thế nào để sắp xếp lại cuộc sống lưng chúng ta nó thẳng hơn, ưu tiên các cái động tác nào đó mà nó vươn để kéo giãn, để làm thẳng cuộc sống lưng của chúng ta. Ví dụ đơn giản chỉ ngồi vươn tay như thế này để kéo giãn lại cuộc sống của chúng ta, thì khi mà chúng ta vươn thẳng thì cái đĩa đệm chúng ta nó về trạng thái tự nhiên, cái cuộc sống lưng chúng ta ở trạng thái tự nhiên nhiều nhất. Hay là tư thế thậm chí gập người về trước như thế này thì lưng chúng ta nó vẫn thẳng thôi, nó vẫn là nhóm cơ vẫn là thẳng. Như vậy thì chúng ta sẽ tập rất nhiều các cái nhóm tư thế để kéo giãn cuộc sống lưng. Dĩ nhiên thì khi mà chúng ta vươn cái cánh tay thì chúng ta cũng không cảm nhận được phần lưng của mình đâu, đúng không? Chúng ta không cảm nhận, nhưng mà lâu dần chúng ta sẽ sắp xếp lại cuộc sống của mình. Đó là lý do tại sao trong các bài tập yoga trị liệu ấy, toàn cái động tác vươn là chính, toàn vươn và kéo giãn thôi. Kể cả những người thoát vị đĩa đệm vẫn có thể tập được, vẫn có thể cải thiện một cách rất là tuyệt vời bằng việc tập luyện chính xác. Rồi, đi kèm với việc cái cột sống lưng thì mọi người thấy rằng nó là phần thắt lưng chúng ta, đúng không? Và phần thắt lưng này thì nó liên quan đến phần khung chậu chúng ta, chính là cái khung mông của chúng ta. Toàn bộ phần mông của chúng ta bên trong nó được gọi là cái khung chậu, mọi người thấy rất là cứng cáp không? Nó bảo vệ toàn bộ cái mông của chúng ta, bảo vệ cơ quan sinh dục. Và cái khung chậu này thì lại nối liền với cả cái chân của chúng ta. Nên là khi mà nó có sự liên kết rất là rõ, là nếu mà khi cái nhóm cơ dưới chân chúng ta, gọi là cơ gân kheo ấy, ở dưới này mọi người đừng quan trọng tên là gì, đại ý có một nhóm cơ gân ở dưới chân, và nhóm cơ này nếu mà nó bị cứng, nó bị sơ cứng, nó tập do chúng ta ít vận động thì làm cho hạn chế sự linh hoạt trong co và duỗi chân chúng ta, và nó làm cho cái khung chậu này nó cũng không được linh hoạt, và do là cái nhóm cơ chân nó cứng, nó làm ảnh hưởng toàn bộ, và ảnh hưởng tiếp theo là ảnh hưởng đến sự linh hoạt cho phần thắt lưng chúng ta. Chính vì vậy mà khi tập yoga mọi người sẽ thấy rằng giáo viên sẽ cho rất nhiều các tư thế theo cái dạng gập người áp gần vào chân như thế này, áp gần vào chân như thế này để tăng sự linh hoạt cho nhóm cơ gân kheo ở dưới đùi, để nó giải phóng, nó tạo sự linh hoạt tốt hơn cho phần lưng chúng ta. Nên là khi tập
thì không chỉ là tập mỗi cái phần lưng mà tập các nhóm cơ xung quanh này nữa, và đặc biệt có nhóm cơ gân kheo bên dưới này là tập rất là nhiều. Nhưng mà tập thì lại hay đau chân. Tập thì mọi người hay tập trung suy nghĩ vào vị trí đau, nên là dù gập đến mấy thì gập chúng ta vẫn có cái trạng thái là vươn dài cột sống lưng thì nó mới hiệu quả được. Đó. Nên vậy thì khi tập yoga để trị liệu phần lưng, ưu tiên rất nhiều các nhóm cơ vươn, gập, kéo giãn cột sống lưng là sẽ rất là an toàn nhá. Rất là an toàn nhất là các nhóm cơ đấy. Nhưng mà do mọi người tập sai ấy, hoặc tập chưa chuẩn ấy, là mọi người cứ gập người về trước nhưng mọi người lại không kéo giãn thẳng cột sống lưng, mọi người lại cuộn cong lưng lại như thế này, xong mọi người gập xuống, thì điều này khiến cho việc là cái đĩa đệm chúng ta nó càng ép mạnh hơn. Ép sẵn xuống này, bẹp hẳn xuống như này, chúng ta phải vươn dài cột sống lưng ra. Còn tất nhiên tùy từng độ dẻo linh hoạt của mỗi người, nếu mọi người không gập được thì mọi người có thể sử dụng dụng cụ để mỗi ngày chúng ta gập sâu hơn một chút. Thì đó là cái nhóm cơ nhá, gọi là nhóm cơ kéo giãn ở phần chân và cột sống lưng. Các cái nhóm động tác tiếp theo chính là các nhóm động tác để làm khỏe các cái nhóm cơ xung quanh cái cột sống lưng chúng ta. Tuy nhiên thì những người bị đau lưng, thoát vị đĩa đệm thì thường đi kèm với trạng thái là cơ bụng cũng rất là yếu. Do vậy thì để trị liệu tốt thì thường giáo viên sẽ chọn những cái động tác để tăng cường sức mạnh cho cơ bụng, nhưng mà nó không ảnh hưởng cho phần lưng. Lấy ví dụ như là tư thế nằm như này, là động tác mà cái bà rất là khuyến khích cho học viên. Động tác này thường kết hợp là kéo giãn cột sống ra, sau đó siết cơ bụng, sau đó nâng người lên. Đó, thì nó làm khỏe nhóm cơ bụng chúng ta. Bụng hơi nhiều mỡ rồi đấy. Rồi, làm khỏe cơ bụng chúng ta. Và cơ bụng càng khỏe thì càng hỗ trợ cho phần lưng, nhưng chúng ta sẽ vươn kéo giãn. Động tác này cỡ thứ ba hay cho học viên tập ấy, siết cơ bụng cho nó nâng lên. Thì những người bị thoát vị đĩa đệm hoặc đau lưng thì vẫn có thể tập được theo sức của họ. Hay là nhóm cơ làm khỏe cơ lưng đằng sau. Đó, thì thường sẽ là động tác này. Sau đó chúng ta vươn dài, chúng ta hơi nâng tay và chân lên một chút, hơi nâng thôi, tùy được khỏe mỗi người, thì làm khỏe nhóm cơ lưng. Và tiếp theo là các nhóm cơ động tác mà nghiêng sang hai bên. Thì thường những người bị đau lưng thì cũng tránh những động tác mà gập bụng, hoặc là động tác mà gập bụng quá nhanh. Ví dụ động tác này chẳng hạn, mà gập nhanh quá, giật như này thì thường sẽ làm cho lưng mình nó không đủ khỏe, nó làm cho lưng đau hơn. Do vậy thì chúng ta lưu ý nhá, là ưu tiên các cái nhóm tư thế làm khỏe toàn bộ phần lưng. Vậy thì tiếp theo là các tư thế tránh, đúng không? Thì chúng ta tránh là cái lưng chúng ta ấy, cái phần thắt lưng ấy, tạo hóa sinh chúng ta là mọi người thấy rằng chúng ta sẽ có động tác xoay như thế này, đúng không? Thế thì toàn bộ 5 cái đốt thắt lưng bên dưới này nó chỉ xoay được 5 độ thôi, nhưng mà nó xoay rất là ít. Còn cái vị trí xoay là đa phần xoay ở phía bên trên. Như vậy thì khi tập yoga, những người bị thoát vị đĩa đệm thường là sẽ hạn chế tư thế vặn xoắn. Thực ra vẫn tập rất là tốt nếu mà tập đúng, nhưng mà do mọi người tập không chuẩn, mọi người lại xoắn, mọi người xoay, tập trung ghi việc xoay vào phần thắt lưng như này. Hay chúng ta hay bẻ lưng, đúng không? Chúng ta hay bẻ lưng lắc lắc như này, làm cho đĩa đệm rất dễ bị tổn thương. Nên nếu chúng ta xoay thì chúng ta sẽ là kéo giãn cột sống lên trên, rồi chúng ta xoay ở phía vai này này. Mọi người tưởng tượng giống như vắt cái quần áo không? Thì thay vì vắt thẳng ở thắt lưng thì chúng ta vắt ở vị trí bên trên. Thì khi vắt ở vị bên trên nó sẽ kéo rút thắt lưng lên, nó rất là tốt cho thắt lưng. Đấy, tưởng tượng là chúng ta giữ nguyên vị trí cái phần xoay ở cái gọi là vắt quần áo, chúng ta giữ chặt cái phần dưới, còn chúng ta chỉ xoay phần trên thôi, thì phần dưới nó cũng được vắt, nó kéo rút lên trên. Đó, tưởng tượng như cái áo này kéo rút lên trên. Đó, thì cái phần thắt lưng nó được giải phóng rất là sướng. Còn nếu mà chúng ta lại gù lưng, chúng ta vặn trực tiếp vào đốt thắt lưng thì rất là nguy hiểm, làm cho đĩa đệm có thể bị lệch nhiều hơn. Rồi, cái nhóm tiếp theo là tránh các động tác gọi là uốn cong lưng. Ví dụ nhá, động tác mà rất hay bị nhiều người bị đau lưng, tập xong đau lưng nhiều hơn ấy, đó là tư thế con rắn trong yoga. Động tác này do mọi người chưa tập chưa chuẩn thôi, là mọi người hay uốn cong này. Đấy, mọi người hay bẻ luôn vào phần thắt lưng. Bẻ luôn phần thắt lưng thì rất là nguy hiểm, làm đĩa đệm chúng ta càng lệch hơn, nó trượt về phía bụng ấy, hoặc ai đang bị trượt về phía sau đẩy động tác này cực đau luôn. Vậy thì chúng ta sẽ tập trung là không bẻ vào thắt lưng mà bẻ vào sống ngực. Chúng ta sẽ đẩy sống ngực về trước như này. Gần như chúng ta sẽ miết tay không thẳng. Chúng ta miết tay thẳng để chúng ta lôi cái ngực về phía trước như này. Đấy, thì nó rất an toàn cho lưng. Và tùy độ khỏe mỗi người, chúng ta đẩy lên nhiều hoặc ít. Không nhất thiết là phải đẩy thẳng lên này, trong dồn vào lưng thì nó làm cho mình bị đau lưng. Bị lệch đĩa đệm nguy hiểm hơn. Thế phần lớn các tư thế mà uốn cong đó. Và dĩ nhiên các tư thế nâng cao chúng ta sẽ lé hết rồi. Động tác gì nâng cao lé hết. Thì trong video này thì cái bà muốn chắc để cho cô chú anh chị các bạn là chọn lớp học yoga trị liệu, thì chúng ta sẽ chọn các tư thế để kéo giãn cột sống. Trong phần kéo giãn cột sống bao gồm việc là tăng sự linh hoạt cho nhóm cơ ở dưới chân để hỗ trợ cho lưng chúng ta linh hoạt hơn. Tiếp theo, tập các động tác để tăng cường nhóm cơ bụng xung quanh bụng chúng ta. Và
các bài tập cơ bụng là bài tập hỗ trợ vừa sức cho những người bị đau lưng. Tránh cái động tác gập bụng nó quá mạnh, nó sẽ làm cho chúng ta bị dễ dồn lực hết vào phần thắt lưng. Rồi, tránh là cái gì? Tránh các tư thế vặn xoắn trực tiếp vào phần thắt lưng. Tránh cái gì nữa? Tránh cái động tác mà uốn cong bẻ trực tiếp vào phần thắt lưng. Thì đó là một số cái mà chỉ cần theo sát thôi thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên lý trong quá trình tập luyện yoga trị liệu một cách tốt hơn và chọn cho mình lớp học phù hợp. Hoặc chúng ta thể thông báo cái tình trạng sức khỏe của chúng ta cho huấn luyện viên để họ có thể là tùy từng nơi thì cũng không có điều kiện là cho một cái lớp học nó đầy đủ, một lớp học chuyên sâu riêng về lưng. Thì nếu mà chúng ta tham gia lớp học được chúng gọi là cộng đồng ấy, lớp học đại trà ấy, thì chúng ta cần thông báo điều này cho huấn luyện viên và bảo họ là động tác là tôi cần tránh thì bạn có thể thực hiện nhẹ hơn hoặc là bạn có thể tạm dừng động tác đấy cho cái mục tiêu của mình. Thì hy vọng với chia sẻ này sẽ giúp ích cho cô chú anh chị các bạn có được cái kiến thức tốt hơn để chăm sóc cái đĩa đệm của mình. Và Kim Ba thì cũng có chia rất nhiều lớp học khác nhau. Một ngày Kim Ba có khoảng tầm 9 ca tập khác nhau. Và mỗi ca tập thì theo một cái chủ đề nhất định, có huấn luyện viên, có các bạn trợ lý hàng ngày, các bạn sẽ theo sát để chăm sóc mọi người cách tốt hơn. Và toàn bộ chương trình này qua online. Như vậy nếu cô chú anh chị mà muốn tập luyện qua Zoom, qua online với các huấn luyện viên được xây dựng các giáo án mà do Kim Ba điều chỉnh một cách trực tiếp và hàng ngày được chăm sóc, hàng ngày được nhắc nhở theo tình trạng bệnh lý của mình thì mọi người có thể tham gia tại website nhấn vào đường link là www.lichtapyogaonline.com và chúc mọi người sẽ có những cái kiến thức tốt hơn. Ngoài ra thì dưới phần mô tả cũng có rất nhiều các cái video, các bài tập mà Kim Ba xây dựng phù hợp cho từng tình trạng bệnh lý. Mọi người thích thì có thể tập hoàn toàn miễn phí trên video mà Kim Ba chia sẻ. Xin chào mọi người trong những kiến thức chia sẻ tiếp theo.